Xin chào các bạn, chúc các bạn luôn an vui và thật nhiều hạnh phúc. Hôm nay mình có đi vườn hái cà na để làm cà na ngầu đường. Cà na mình trồng là cà na Thái, trái to, tầm khoảng 50 đến 60 trái một ký. Trái to, hạt nhỏ, thịt nhiều nên khi chế biến các món ăn rất là ngon. Mời các bạn cùng theo dõi nhé.